Em chào anh bên lề. Sao đói gì đó lên đợi thuốc rồi. Tấy phòng tụt xuống nè, tụt xuống tụt lên tụt xuống đó, nó bị ảnh Em chào anh Mạnh con. Em chào Hoàng Đăng, Hoàng Thu nha. Dạ em biết rồi anh à. Anh ơi thay vì các bạn Zalo anh, các bạn Facebook với em đi. Tại vì là dạ anh Mạnh. Tại vì là Zalo em ít chơi lắm anh bên là. Chào anh Hoàng Thu. Ủa, à đây. Nóng quá chịu không nổi. Em chào anh Lục Vinh. Chào anh Quyền Logo. Anh Mạnh ơi, em sinh năm 1992 nha anh nha. Em ở Buôn Ma Thuột anh ơi. Mới đây mà 9 giờ rồi. Em chào anh Bay Lê. Em ở Buôn Ma Thuột, anh Hoàng Thu ơi. Chào anh cô, chào anh đơn cô. Anh chim sâu ơi, bữa nay em live và em live và chim thêm một lần cuối nữa thôi, là bữa sau là em rời hội rồi, em không chơi nữa anh ơi. Tùy anh Mạnh con ơi. Em hả? Em ở phố anh Sói Ca ơi. Hoàng Thu ơi, em ở phố anh nha. Nói chung là em like thêm ngày hôm nay nữa, nói chung là em like thêm một cái like nữa là em nghỉ like luôn, em không chơi hội mình nữa, em chơi Facebook của em thôi. Dạ cảm ơn anh Danh Lê nhiều. Dạ anh Hoàng Thu.
Dạ anh nghĩ phải, em thấy quen rồi anh ơi. Tại vì là em lên lên like nhưng mà nhiều nhiều anh comment em thấy cảm thấy là mất lịch sự quá, với lại là em cũng không có thích cái kiểu đó cho lắm. Facebook em là chính nhất luôn đó anh đơn côi ơi. Chào anh Lê Quang. Nhà anh xóm Đạo. Xóm Đạo vậy là cũng gần nhà má em ở trên đó nha anh Hoàng Thu nha. Facebook em là cũng chính nhóc luôn anh à. Dạ thiệt mà anh Hoàng Thu. Nhà anh trên anh sống. Ngày qua không biết anh nào live stream cho em mặc cái câu hơi dễ thương luôn. Công chúa thuốc mà biết hát. Anh nào live stream cho em à, anh nào comment cho em cái câu đó hơi bị hay. Hơi bị dễ thương. Dạ anh Hoàng Thu. Anh ơi sáng em nhìn, em có thể nhìn ăn sáng nhưng mà em không nhìn hút thuốc được anh. Dạ em biết rồi anh Hiếu Lê ơi, em cảm ơn anh nhiều. Dạ có chứ. Em thường thường em hay mặc quần đùi với lại áo thun. Anh qua bên Facebook của em anh thấy mà. Chào anh Việt Anh. Dạ em uống cà phê. Ngày hôm qua em mới uống cà phê. Mẹ muốn tới ba cự quán cà phê luôn đó anh. Dạ em nghĩ em rời hội. Lên chào mấy anh. Em cũng xóa luôn những cái bài đăng đợt trước của em luôn rồi, cho nên là xong cái này là em cũng xóa luôn bài đăng này luôn, cho em không đăng. Chào anh Việt Anh. Cũng là chinh nhóc luôn anh sói ca. Dạ em bán quần áo anh nè à. Nói chung là đủ thứ hết. Dạ anh nghịch tử. Dạ không anh ơi, Khởi Nguyên ơi, em ở Buôn Ma Thuột. Cảm ơn anh Hoàng Thu nhiều lắm. Chào anh người lạ ơi.
Chào anh Hạ nha. Dạ anh cứ comment, anh cứ kết bạn Facebook em đi rồi em về em chấp nhận sau anh nè. Dạ em không nhớ số điện thoại anh Nghĩa Phạm ơi. Dạ em biết rồi anh Hoàng Thu ơi. Cảm ơn anh Hạ nhiều. Nói chung là em nghề gì cũng có nhưng mà đâm ra là cái nghề bản thân là không có đâu nhanh nha. Nói chung là cái gì em cũng biết buôn bán hết. Nói chung là nghề thì em cũng có nhưng mà là chỉ có riêng một bản thân á, như mấy anh comment ở trên Facebook trên like của em á là không có anh nha. Dạ chào anh Hoàng Thu, cảm ơn anh nhiều. Dạ anh Tiến Sơn ơi, anh tự cởi áo anh luôn đi. Dạ cảm ơn anh Tây, anh Du Ký nha. Anh Duy Kỳ, chào anh Si Lê, chào anh Quang Thuận. Dạ không anh, em đi bán anh chứ em không có đi làm. Chào anh Tham, chào anh Phạm. Nói chung là từ Tết giờ ra là em vẫn ở nhà chơi, em chưa có đi bán. Ăn Tết chưa xong mấy anh ơi. Dạ đúng rồi, số điện thoại của em nhưng mà em không nhớ anh ơi. Chào anh Việt, Vũ Việt Anh. Cảm ơn anh Tuấn Minh nhiều. Vũ Việt Anh ơi, về cái mặt của anh à. Dạ đúng rồi nhưng mà nói chung là em ơn chừng nào em đi bán thì em đi bán. Dạ anh Chim Sâu ơi, anh cứ ấy đi rồi có gì em vô em chấp nhận anh à. Anh theo dõi của em đi cũng được, hay là anh vào Facebook của em, anh vào một cái trang của em anh bình luận vô đó đi rồi em chấp nhận kết bạn. Dạ cũng bởi vì như vậy cho nên là anh Tuấn Minh cho nên là em rời trang, cho nên em rời hội, em không chơi hội này nữa là vậy. Em bán quần áo anh ơi. Nói chung là em cũng có làm một số công việc gọi là kiếm thêm tiền, ví dụ như là em cho người ta vay đồ vậy đó. Dạ em biết rồi anh Quang Thuận ơi. Anh Quang Thuận ơi, anh cứ vào Facebook của em, anh comment vô một cái trang Facebook của em, anh bình luận vô đây rồi có gì rồi em tự tìm đường em kết bạn với anh. Dạ em biết rồi anh Tuấn Huy ơi.
Cảm ơn anh Hoàng Mạnh. Dạ, cho vay tiền nói chung là cũng tùy anh à. Tại vì nói chung là ít ai có tay cho vay tiền lắm. Nói chung là cho vay là khó lấy lắm, nhưng mà tùy người anh à. Anh Vũ, chào mấy anh, chào anh Trinh Nguyễn, chào anh Đi Nguyễn. Chào anh Lê Xuân, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Dạ em biết rồi anh Chim Sâu ơi. Dạ em biết rồi anh à. Tại vì sau cái livestream này là em cũng xóa luôn chứ em không đăng anh à. Những cái bài đăng của em đợt trước là em xóa hết rồi mấy anh à. Chào anh Kiều Tâm. Dạ anh Hữu ơi, một đêm 2 triệu nhiều tiền quá em không dám đi anh ơi. Cảm ơn anh Thạch. Chào anh Long Nguyễn. Chào anh Vũ Việt nha. Dạ anh Hữu vô ơi. Em sinh năm 1992. Dạ em biết rồi anh Tấn Huy ơi. Dạ. Năm nay em 27 tuổi. Chuẩn bị tháng 4 nữa, chuẩn bị tháng 4 tới đây là sinh nhật của em nè. Là em tròn 27 tuổi, em mẹ đơn thân hai con anh nha. Cảm ơn anh Tuấn nhiều. Dạ anh. Dạ em ở Buôn Ma Thuột anh ơi. Dạ nhưng mà chuẩn bị sinh nhật lần tới của em đây là em tròn 27 tuổi mà anh.
Dạ anh Biển ơi, tại vì em là mẹ đơn thân hai con mà anh có còn trẻ gì nữa đâu anh. Dạ cảm ơn anh Vinh Lê nha, anh Vinh Lê nhiều lắm. Quê em ở Buôn Ma Thuột, anh Hùng Nguyên ơi. Em ở phố nha anh Lê Xuân. Dạ chắc không đâu anh ơi, tại vì em sợ đàn ông quá. Dạ sao cũng được anh Văn Hùng. Dạ con em năm nay 10 tuổi rồi anh, con gái lớn. Còn cha giữa, con trai út của em là được 5 tuổi. Chào anh Phúc Duy. Hello anh Nguyễn. Đúng rồi là anh Đông Xuân. Chào anh Khánh Giang. Chào anh Tuấn. Dạ chưa anh à. Dạ không, cảm ơn anh nha Hugo. Chào anh Định Thắng, chào anh Biển. Dạ em buôn bán anh Long Nguyễn ơi. Dạ chào anh Heo Đất. Chào anh Lưu Bị. Chào anh Hậu Nguyễn. Chào anh Phương Nguyên. Chào anh Thật. Dạ em hút thuốc giết anh nào. Dạ phải anh. Dạ anh ơi em ăn Tết chưa xong. Dạ rồi anh. Cảm ơn bạn Ngọc nhiều. Hello anh Ngô Xuân, anh Xuân Ngô. Dạ anh Toàn Quốc ơi, em hút ký giùm anh luôn rồi. Dạ được anh Phạm ơi, anh Tuấn Phạm. Dạ cái bộ môn đó là em không biết anh ơi. Chào mấy anh em ở Buôn Ma Thuột anh nha. Dạ Nhi Ngọc ơi, teo cũng được anh à. Dạ em hút hơn 10 năm rồi anh, 10 năm, hơn 10 năm á. Chào anh Cát Tường. Lâm Hùng chào anh. Chào anh Tony. Cảm ơn mấy anh nhiều anh Lâm Hùng. Dạ anh Xuân Ngộ, Xuân Ngộ. Dạ anh Long Nguyễn. Anh cứ inbox cho mấy single em lên rồi em chấp nhận anh à.
Cảm ơn anh Lâm Hùng. Dạ biết anh Hậu Nguyễn. Em uống cũng được lắm. Nói chung là phụ nữ mà biết uống ra đường, nói chung là cũng có cái lợi của nó. Nhiều khi gặp bạn bè đồ giao lưu một vài ly, nói chung là mình không có bị say á anh. Nói chung là em uống cũng được. Chào anh Dũng Xuân Lê. Em ở Buôn Ma Thuột anh Minh Hoàng ơi. Anh Hữu Hoàng ơi, anh Từ anh cởi áo anh ra trước đi. Rồi em cởi. Đúng rồi anh Văn Trung à. Dạ được Bảo Ngọc à. Dạ không anh à. Anh Phương ơi, nói chung là anh em gặp nhau uống giao lưu một vài ly thôi chứ uống say thì nó không hay lắm. Cảm ơn anh Tuấn Kiệt nhiều nha. Em ở phố anh Gia Bảo ơi. Dạ cảm ơn anh Hồng Nguyễn. Em biết rồi anh Long Nguyễn. Dạ anh Minh Hoàng ơi, em sinh năm 1992. Dạ cái dây điện thoại đó anh. Dạ cảm ơn anh Tony nhiều nha, nhưng mà em không có ý định là đi bước nữa đâu. Em chỉ thích đơn thân nuôi con vậy cho nó vui. Dạ anh Phương Nguyễn, em biết rồi, cảm ơn anh nhiều. Biển rừng hả anh hả? Biển rừng vậy là gần nhà trong đó của em đó. Bảo Ngọc ơi, biển rừng là gần nhà của em đó. Là đường Nguyễn Thị Định nối ra đúng không anh Bảo Ngọc? Hay là nó nằm ở trên đường Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, đại khái mấy đường này em ít lên lắm. Em sinh năm 1992 anh Hoàng Cao. Em cũng vậy nha anh Trung nha, anh Trung Dũng, anh Trung Dũng, anh Trung Dương. Dạ em biết rồi anh Long Nguyễn. Chào anh Bình Đen. Có phải là đường Nguyễn Chí Định nối dài phải không anh Bảo Ngọc? Nếu mà Nguyễn Chí Định nối dài là gần nhà ở trong đó của em đó. Cảm ơn anh Thế Hình. Ở trong đó, nhà trong đó thì em nay em cho người ta thuê rồi. Mà ngay chỗ cái khúc cây xăng quân đội á anh, ngay chỗ ngã ba cây là hồ cao Cali Bung Kỳ á. Dạ cảm ơn anh Gia Bảo. Cảm ơn anh nha Quyền Logo, em biết rồi. Chắc là trưa hoặc là chiều em ăn luôn một thể.
Cảm ơn anh người dân. Chào anh Tân Nguyễn. Em biết rồi, anh Bình Đen, cảm ơn anh nhiều. Đúng rồi anh Nguyễn Thị Định đó anh, em biết mà. Tự vì là mấy hồi đó em ở trong đó là ngày nào em cũng đi qua đó mà. Chào anh Kim Mạnh. Dạ cũng được 1 năm rưỡi, gần 2 năm rồi anh. Chào Ngọc Nguyên. Dạ anh Minh Hoàng. Chào anh Phạm. Chào anh Dung Nguyễn. Dung Nguyễn cảm ơn anh nhiều. Chào anh. Chào anh Trần nha. Nói chung là live stream của em là hầu hết là như là em mặc đồ hơi nữ tính một tí. Tự vì là bình thường em ở ngoài em đi ra đường em mặc đồ cá tính lắm, chứ không có nữ tính như vậy đâu. Em lấy chồng cũng ở phố mình luôn á anh Bảo Ngọc à. Dạ anh Hoàng Cao. Dạ chúc anh có người mới nha anh nha, Bình Điện nha. Chúc anh tìm được người hạnh phúc hơn nha anh nha. Dạ anh Bình Đen, em được 2 con. Nhưng mà con lớn, con gái lớn của em là được 10 tuổi. Còn con trai út của em là được 5 tuổi. Dạ anh Tuấn Võ. Hôm nào có dịp anh em mình Zalo đi chơi uống cà phê. Chào anh Hằng Nguyên. Chào anh Phạm. Chào anh Đông Lê Xuân. Vai em bây giờ nặng lắm rồi anh ơi, cho nên là mượn không nổi nữa đâu anh à. Nói chung là bữa nay level stream cũng hơi buồn một tí. Tại vì là em xong cái live này rồi là em cũng tổng thể chào mấy anh luôn. Là em không chơi nữa. Là em chỉ chơi một Facebook của em thôi. Dạ không anh Bình Đen ơi, con em tự nuôi chứ em không có nhường cho ai nuôi hết anh à. Cảm ơn anh nha Minh Hoàng. Anh ơi mượn rồi lấy gì em xài anh Văn Trung. Anh Văn Trung ơi, anh lên trên chị Google á, trên đó nhiều người đã cho anh mượn lắm anh à. Nói chung là em chưa bao giờ tiếp xúc với người Bắc cho nên lại cũng không biết được anh à. Cảm ơn anh Phạm Tính nha. Phạm Tính nha Bảo ạ. Dạ không có Bảo An ơi.
Cảm ơn anh nha Long Nguyễn. Cảm ơn anh Thuận Danh. Anh Hoàng ơi, anh hỏi gì em khó trả lời quá. Bây giờ em trả lời có thì không lẽ em nói láo anh đúng không? Bây giờ có tình cảm đi nữa hay có yêu đương gì đi nữa, nói chung là anh em phải gặp nhau giao lưu, nói chung là phải tiếp xúc mới biết được anh nào. Dạ anh ơi, thôi nói chung là hồi đó là mình cũng còn nhỏ quá chứ không phải như con gái bây giờ. Nếu mà đổi lại 10 năm về trước á, mà nó hiện đại mà nó gọi là nó như bây giờ thì làm gì có dụng mà cưới sớm như vậy anh. Nói chung con gái hồi trước là 10 năm về trước nó không phải như con gái bây giờ anh à. Chào anh Đô Vinh, chào anh Hưng, Trường Võ, chào anh. Dạ em biết rồi anh Long Nguyễn. Dạ anh Vương Học, nãy giờ em mới thấy anh nha anh Vương Học. Dạ Thuận Danh ơi, em sinh năm 1992. Dạ Hoàng Minh ơi, em có chồng nhưng mà hai con rồi, nhưng mà em hiện tại vẫn là đơn thân chưa người yêu. Chào anh Hải. Dạ không sao đâu anh Bình Đen ơi. Dạ Bảo Ngọc ơi. Dạ Chim Sâu ơi, em hồi đó là em học ở cấp 2 là em nghỉ rồi chứ em không có học cấp 3 anh, chưa được mặc áo dài. Chào anh Tuổi Tý. Dạ cảm ơn anh Quang Dũng. Dạ em biết rồi anh Long Nguyễn. Cảm ơn anh Văn Tuấn nhiều lắm. Dạ anh Thuận ơi, em ở Buôn Ma Thuột anh à. Dạ anh Duy Nguyễn. Dạ anh Vương Học. Cảm ơn anh nha anh Chuyển. Dạ anh Lâm Huy ơi. Nói chung là hơi buồn một tí là tự vì là không có livestream trực tiếp nói chuyện với mấy anh nữa cho nên là cũng hơi buồn một tí. Dạ cảm ơn anh Phạm Tính. Dạ em nghe anh Vương Học. Cảm ơn anh số phận. Dạ chưa anh ơi, em ở nhà em chơi. Bữa nào em ưng đi bán thì em đi bán, chứ giờ em chưa đi bán. Dạ anh Sang Trần. Chào anh Sang Trần nha. Hôm nay em lên em chào tổng thể mấy anh á.
tám với mấy anh một tí nữa là em hủy bài đăng rồi em rời hội luôn, em không chơi nữa. Cảm ơn anh Minh Hoàng. Em ở Buôn Ma Thuột nhà anh Lâm Huy. Dạ đúng rồi anh Đông Vũ anh. Nói chung là mình tự làm cho mình, cho nên là mình ưng thì mình đi bán, còn mình không ưng thì mình ở nhà mình chơi, mình không có phải đi làm thuê cho ai hết nè. Em ở Buôn Ma Thuột anh ơi. Dạ Hoàng Minh ơi, em không nhớ số điện thoại của em nha. À, anh Sang Trần ơi, tự về là em có livestream nhưng mà đều là có nhiều anh nói những câu là nói chung là em nghe thấy kinh quá, cho nên là em thấy ấy quá, em không muốn chơi trên này nữa. Dạ chào anh Phán Phán Phanh. Dạ đúng rồi. Em bán quần áo ở ngoài chợ anh Minh Nghiêm ơi. Dạ anh cứ comment vô Facebook của em đi anh Hoàng ơi. Anh Vương Học ơi, đâu có đâu anh. Em ở Buôn Ma Thuột anh Phạm Thanh ơi. Anh Vương Học ơi, em bán ở ngoài chợ, em ngồi giữa đường em bán luôn á anh, liệu anh có ra chợ anh bán phụ cho em được hay không? Em không có tiền để thuê anh đâu. Em không có tiền thuê, em không có tiền ngồi chỗ, em phải ngồi giữa đường em bán quần áo là anh biết rồi. Em ở Buôn Ma Thuột Hoàng Minh, Minh Hoàng ơi. Tay em xấu lắm. Ừ. Tay em rất là xấu nha, không phải như tay như không, nói chung là không có được đẹp như người ta đâu. Từ vì tay em rất là xấu. Cảm ơn anh laptop. Em bán quần áo anh à. Em bán ở chợ phố anh à. Anh cứ ra ngay chỗ chợ phố Điện Biên Phủ mà anh thấy cái con nhỏ nào mà nó bán đồ, nó bán giữa đường đó, đó là em ngồi đây, em ngồi giữa đường đó anh à. Tay em xấu lắm anh ơi, tay thô lắm mà, nói chung là vừa thô mà vừa cong vừa xấu nữa. Dạ Phi Lâm em ở Buôn Ma Thuột. Xấu lắm anh ơi. Ừ. Tay em rất là xấu nè. Dạ anh Minh Hoàng ơi, em mà đi bán quần áo là em bán từ 11 giờ tới 1 giờ trưa. Em bán chỉ có 3 tiếng đồng hồ em nghỉ. Xong là chiều 5 giờ em bán tới 7 giờ tối em nghỉ. Em một ngày em bán chỉ có 5-6 tiếng nữa anh. Chứ em không bán nhiều.
Thì em cảm thấy tay em xấu thì em nói xấu, chứ tự vì nhiều người con gái tay người ta đẹp lắm. Dạ anh Văn Trung, anh cứ thoải mái. Nếu như mà anh trai nào mà có đủ can đảm á, ra phụ em bán rong ngoài chợ á, thì mấy anh cứ ra. Chào Hiếu Phạm. Cảm ơn anh Vương Học. Anh comment như trong Facebook em Messenger em đi. Tự vì là sau cái này luôn là em cũng nghỉ luôn, em không livestream mà em không chơi trên hội này nữa. Cho nên là anh em mình là có gì thì tán chóc ở trên Facebook nhanh nha. Dạ anh laptop. Hiện tại em bán quần áo thì nó không phải, bán quần áo thì cũng không phải, tại vì là em bán về mặt hàng là áo ngực quần lót phụ nữ. Em không chơi Zalo Vương Học ơi. Em bán ở chợ. Anh bán ở chợ. Sang Phát ơi, anh bán chợ chợ nào anh? Hiếu Phạm ơi, em sinh năm 92 anh nha. Trời ơi, anh phụ em kiểu đó thì phụ luôn làm gì, chắc là em cũng xỉu luôn vì anh. Vương Học ơi, em không có chơi Zalo, ít chơi Zalo lắm anh ơi. Dạ Messenger đi mấy anh nè. Em chơi Facebook thôi, ấy là em rời hội nói là, ấy là em hủy hội này, là những bài đăng em xóa hết, em không có vô trong hội này em chơi nữa, là em chỉ có like và chim trực tiếp ở trên Facebook của em thôi. Trên Facebook chính của em thôi, chứ em không có vô trong hội chơi nữa. Tay em đẹp thế này. Nhân viên gì vậy anh cần tuyển nhân viên gì vậy anh? Dạ em biết là anh à. Dạ đúng anh Vương Học à, nhưng mà em chỉ like và stream trực tiếp ở trên Facebook của em thôi, chứ em không vào hội đăng live stream nữa. Cảm ơn anh nghĩ nhiều nha. Ngọc Hoàng ơi, chào Ngọc Hoàng ở Buôn Ma Thuột anh. Em ở gần chợ luôn anh à. Dạ em chưa đi bán anh Đăng Thanh ơi. Dạ em biết rồi anh Hiếu Phạm. Sáng giờ mấy anh chưa ăn sáng thì sao vậy?
Em tưởng nó sáng cho con mình em chưa ăn sáng mà mấy anh cũng chưa ăn luôn à. Thịt sống ăn kinh lắm anh. Chào anh Duy Tân. Sáng giờ em chưa ăn sáng Ngọc Hoàng ơi. Cảm ơn anh ngày ấy. Dạ, cảm ơn anh Minh Chi. Minh Chí. Chào anh Cường, Lê Cường. Em đã hỏi ra mà anh Vương Hồng, em nói là tự vì mấy ăn sáng giờ chưa ăn sáng hay sao mà thấy ăn bánh ai cũng nói hết vậy. Dạ, bye anh laptop. Chào Sở Kiều. Em ở Buôn Ma Thuột anh à. Dạ đúng rồi anh. Tại vì á, level chim ở trên này có nhiều anh nó comment thô tục quá, không có được lịch sự cho lắm. Cho nên là em không chơi nữa. Em chỉ level chim ở trên Facebook của em thôi. Nguyễn Trung ơi, câu hỏi khó quá làm sao mà trả lời anh được. Chào anh Tuấn Anh Nguyễn. Ra định là ra đâu anh? Em buôn bán anh ơi. Dạ anh Minh Hoàng chào anh nha. Chào anh nhé. Em ăn bánh mấy ăn á. Mấy anh ăn không? Em bán ở ngoài chợ phố anh à. Dạ Buôn Ma Thuột em ở đường Quang Trung anh nha. Dạ rồi anh. Nhà em ở phố. Em ở đường Quang Trung anh nha.
ai ở Buôn Ma Thuột, nhà em ở đường Lê Hồng Phong với Quang Trung anh nha. Chào anh Công To. Alo anh Hoàng Phúc. Anh Duy Phúc ơi, comment vô trong Facebook Messenger của em đi. Em không nhớ số điện thoại. Dạ anh Nguyễn, anh Luân Nguyễn. Cảm ơn anh Hà Trọng. Chào anh Công Tuyến. Dạ Nguyễn Quang Cừ ở từ đây lên đó chắc phải 5 cây số đó anh. Cảm ơn anh Quên Lãng. Dạ nhà em cạnh gần chùa đó anh. Bước chừng một cái ngã tư, hai cái ngã tư là tới chùa Khải Đan đó anh à. Dạ Mạnh Con ơi, mai mốt em có lên Sài Gòn thì anh em mình cứ liên lạc bằng Facebook đi. Mai mốt em lên Sài Gòn thì anh em mình giao lưu. Cảm ơn anh nhiều. Dạ không anh Quên Lãng, em vẫn chưa muốn đi bán. Khi nào em ân thì em đi bán anh nào. Anh ơi em rửa chén lâu nha, làm gì em làm cũng được nhưng mà kêu em cuốc cỏ em không biết cuốc cỏ. Nhà em ở phố anh Hậu Nguyễn à. Dạ Messenger anh cứ nhắn tin vô cho em trong cái tin nhắn chờ á, rồi em vào em chấp nhận. Quên Lãng thôi em bán quần áo anh à. Dạ đúng rồi anh Phạm Thuận à. Dạ cảm ơn anh Mạnh Con nhiều. Hồi trước em cũng làm đầu bếp ở ngoài Sài Gòn ở chỗ Phạm Văn Đồng á anh. Em làm ngoài đường Phạm Văn Đồng anh à. Em lên Sài Gòn em làm bếp được một năm mấy á rồi em về. Chào anh Vua Tốc Độ. Tự vì hồi đó em làm bếp em cũng chỉ ở quanh chỗ đó thôi chứ em cũng chẳng có đi lăn quanh đâu ở Sài Gòn á anh ơi. Cho nên cái chỗ anh nói em cũng chẳng biết chỗ nào nữa. Nhà anh thì anh comment vô Facebook em đi. Hồi trước là nhà em mở quán nhậu ở đó, là từ vì là mở quán nhậu ở đó nói chung là thuê nhân viên đồ không có đó anh, cho nên là làm bếp rất là cực, cái gì cũng mình làm hết, làm quá nhiều với lại quá sức, thức tới từ 8 giờ mà thức tới 4-5 giờ sáng, rồi sáng là 8-9 giờ là phải đi chợ, rồi nhân viên thì không có, tạp vụ cũng không có, cho nên là cực lắm anh.
Cảm ơn anh Vũ. Trần Trân chào anh. Dạ được anh Trung Dũng, anh Trung Dương. Dạ anh Phạm Thần ơi. Dạ có nướng lồn á. Thì mới có con, mới có chồng có con chứ ai mà không biết anh. Nói chung là đời mà ai cũng phải có chứ, cái đó là nhu cầu sinh lý tình dục mà là bình thường anh. Nếu nói không có, em không có cái kiểu đó thì học cũng không đúng, tại vì em có chồng có con rồi mà. Phải có nó mới có chồng có con chứ ai mà không có anh. Sau này vợ anh cũng như vậy thôi anh à. Như mẹ anh, bố mẹ anh á cũng như vậy thì mới có được anh, chứ còn không có thì làm sao có được anh, đúng không? Dạ có rồi anh, vô tốc độ à. Dạ em có gia đình rồi anh Trung Dương à. Chào anh Duy Lê. Nói chung là mấy anh còn có nhiều anh comment không lịch sự, nói chung là em cũng trả lời lại được, nhưng mà chẳng qua là em không muốn nói, cho em là dân buôn bán, em dân chợ mà anh, miệng mồm nó phải vừa đâu, mà tự về là em không thích nói, đặc biệt em muốn anh em mình là comment lịch sự vui á, mến nhau thì anh em mình mời nhau đi uống cà phê, đi uống vài ly giao lưu kết bạn là bình thường. Chứ còn mà những anh mà comment vô mất lịch sự quá, cho nên bởi vậy cho nên là em không muốn chơi trên trang này nữa, tại vì trên trang này nhiều thành phần em không thích, cho nên là em muốn ra Facebook của mình thôi. Dạ em có chồng rồi anh Duy Lê ơi, chồng hai con anh à. Em ở Buôn Ma Thuột nhà anh Văn Nghĩa. Dạ cảm ơn anh nhất anh Huy nha, em chẳng biết đức chồng là ở đâu hết anh à. Dạ em biết rồi anh, mua tốc độ. Dương Kenny chào anh. Em ở Buôn Ma Thuột á anh Villa. Chào anh. Chào anh Tài Đầu Vàng. Dạ anh Huy. Dạ Sở Kiều chào anh. Dạ em ở phố anh vui tốc độ ơi. Dạ em biết rồi anh Hà Minh ơi. Anh Buôn Ma Thuột ở đâu vậy? Vô tôi anh vô tốc độ. Chào anh Văn Thủ em. Dạ em tên Trân anh nè. Em ở Buôn Ma Thuột anh nè. Dạ em thì nói chung là ngày nào em cũng rảnh hết, tại vì cái công việc buôn bán của em nói chung là một ngày có bao nhiêu tiếng, nói chung là em chia ra em còn làm việc khác của em nữa anh à. Nói chung là ban ngày em cũng đi làm xa, sáng em đi uống cà phê với bạn, rồi trưa là em đi ra chợ bán, rồi chiều về em nghỉ một tí, rồi tối ra em bán rồi tối về là em lại đi công việc, em thu tiền đồ rồi em có sợ chết gọi là đi ăn đi nhậu đi hát. Nói chung là đã làm thì phải chơi, nói chung là ngày nào em cũng phải sợ chết. Nói chung là em là cũng nghiện hát kara lắm, nhưng mà là mấy ngày nay là cái hàm tán dốc với mấy anh ở trên này cho nên là em lại ít đi hát hơn.
Dạ xa anh à. Chào anh Đăng Nghĩ, em có gia đình rồi anh à, nhưng mà em là mẹ đơn thân hai con. Em ở đường Quang Trung, anh Phúc Đô ơi. Cà Rông Bách hả? Cà Rông Bách, em biết Cà Rông Bách nhưng mà em chưa bao giờ vô Cà Rông Bách hết. Tại vì em không bao giờ vô huyện chơi hết. Em chỉ ở phố mình thôi. Dạ anh ơi, anh cứ comment như Messenger của em rồi em chấp nhận kết bạn rồi anh em mình có gì anh có lên trên phố thì anh em mình nhắn tin. Cảm ơn anh chuột. Anh vô tốc độ ấy. Thật sự là em không nhớ số điện thoại của em luôn đó. Anh cứ comment vô trong Messenger của em đi hay là bình luận vô Facebook của em đi rồi em sẽ đưa số điện thoại sau anh nha. Chào anh Trọng Đạt. Dạ em biết rồi. Dạ đúng rồi anh Duy Lê. Em ở với hai con của em. Chào anh Tiểu Bảo. Anh Phúc Đô ơi, anh làm ở 4 triệu hả anh? Nhà hàng 4 triệu không anh? Em không có số điện, em không nhớ số điện thoại anh Trùng Dương ơi. Anh thông cảm giùm em với. Chào anh Minh. Có thì em cũng đọc luôn rồi tại vì em không nhớ. Chứ còn mà em đi chơi huyện á, đi huyện chơi hoặc là đi xa chơi thì em bị sợ. Chứ còn ở phố này thì mấy anh lên đi uống cà phê với em thì bình thường. Dạ Đắk Lắk anh Hà. Dạ Phúc Đô ơi, em sinh năm 92 anh à. Dạ một năm rưỡi gần 2 năm á Việt Đức ơi. Dạ Duy Lộc ơi em được hai cháu rồi anh à. Dạ, từ vì là có người gọi Messenger cho em anh à, cho nên là cái điện thoại nó rung.
Dạ anh Trung Dũng. Chào anh Tấn Nguyên. Anh đi xăng. Thì ngửi tay ra. Dạ tí nữa chắc em đi ra quán em ăn, chứ còn mà bữa nay mợ em không nấu cơm cho em ăn. Dạ chào anh Nguyễn Quang. Em ở Buôn Ma Thuột, anh Trung Dũng à. Em ở Buôn Ma Thuột anh Nguyễn Quang ơi. Năm nay em sinh năm 92. Dạ em cũng nghe nói Bình Dương hồi đó em vào Sài Gòn á. À, em có đi suối đá thét nhân tạo gì ở Bình Dương rồi đó anh. Em đi 2 lần ở đó rồi đó. Em 27 tuổi anh à. EK. Dạ anh ơi em không, em chưa bao giờ vào Huy chơi hết cho nên là em không có bạn ở Huy anh à. Em ở phố anh ơi, em ở Buôn Ma Thuột. Em là người chứ đâu phải là mấy đâu, làm sao anh bắt em được. Yên Bái. Dạ em ít nấu cơm lắm anh ơi, nói chung là ở một mình cũng ít nấu lắm anh, đại khái là đi ăn ở ngoài là nhiều thôi anh à. Có mợ, mợ hay xuống nấu cơm cho em ăn, còn mợ không nấu thì em cũng nhịn luôn, không thì em đi ra ngoài em ăn. Chào anh Phạm Thanh. Ở Sài Gòn này cũng có. Nói chung là hồi hôm bữa là em cũng bị, nói chung là hơi bị stress nhiều quá, đau đầu quá. Em cũng tính đi Sài Gòn chơi một chuyến nhưng mà em chưa đi đó. Em tính đi nhưng mà chưa đi anh à. Bạn ở trong đó cũng kêu vào chơi nhiều lắm. Với lại là cũng có cậu ở trong đó, trong Sài Gòn đó. Nhưng mà em tính đi Sài Gòn chơi nhưng mà vẫn chưa đi đó. Dạ em biết là anh vui tốc độ. Dạ anh tính trong mơ ơi, hiện tại em là em làm nhà báo mà em đang ở Buôn Ma Thuột. Dạ cảm ơn anh Tạ Dũng. Dũng Tà. Chào anh Vũ. Chào anh Cường Nguyễn. Dạ chào anh Quỳ. Chào anh Quý. Chào anh Phú Thiền. Dạ em biết rồi anh Phú Thiền. Dạ không anh. Em là em ở, mẹ em sinh em ở trên Buôn Ma Thuột luôn á, chứ không có ở đâu hết anh à.
Em là góc cung mày thử anh mà. Anh trai nào ở Buôn Ma Thuột comment số điện thoại lên đây, rồi em ghi số điện thoại lại đây, rồi có gì tí nữa em sẽ nhá máy qua. Em bán quần áo anh Hiệp Phạm à. Chào em Hà. Dạ em biết là anh Hai Lúa, nói chung là em cũng tính vào Sài Gòn rồi đó, nhưng mà chưa vào đâu nè. Tính đi chơi một chuyến, em thích đi xuống chỗ Bình Dương chơi, đi vào cái trong chỗ suối đá nhân tạo á. Phụ Thắng ơi, em không biết Thanh Hóa là ở đâu hết anh nè. Dạ chào anh Mai Phương Duy. Mai Duy Phương. Dạ. Anh nào ở Buôn Ma Thuột thì comment số điện thoại em nha. Em bán quần áo anh Trường à. Dạ em biết là anh Tiến Dũng. Buôn Ma Thuột. Anh nào Buôn Ma Thuột thì comment cho em, còn không phải Buôn Ma Thuột vì buồn lắm. Không phải Buôn Ma Thuột cũng được, Sài Gòn cũng được. Anh ơi, có anh nào ở Sài Gòn không? Comment số điện thoại cho em Sài Gòn đi. Cảm ơn anh Lương Xuân. Toàn Huynh ơi. Anh là anh ở đâu vậy anh? Đắk Lắk. Anh ơi Yên Bái, nhưng mà em chưa bao giờ ra Yên Bái hết anh à. Anh ơi em không bao giờ đi ra Bắc hết anh à. Anh Bất Cần ơi, anh ở đâu vậy anh? Anh cha nào ở Sài Gòn comment số điện thoại cho em nha. Mốt có khi nào có dịp em tính đi Sài Gòn rồi em sẽ alo cho mấy anh ra anh em mình giao lưu. Anh ơi Đồng Tháp, em không biết Đồng Tháp ở đâu hết. Dạ em biết là anh Tiến Dũng mà.
Chào anh Lương Xuân. Chào anh Huỳnh Long. Em ở Buôn Ma Thuột, anh Bất Cần à. Chào anh Cà Phê Đắng. Chào anh Xuân Phạm. Anh hơi tự nhiên em. Anh kêu em cười sao em cười được. Em tên Trinh anh à. Dạ cảm ơn anh Xuân Phạm. Chào anh Quang Tuyến. Em ở Buôn Ma Thuột. Nấu cơm hả? Nấu cơm rồi thì ăn cơm. Chào mấy anh nha. Em buôn bán anh ơi. Dạ anh Quang Tuyến ơi, em mệt lắm rồi, bây giờ em xin phép mấy anh làm em nghỉ live và chim nha. Em ăn miếng cơm rồi cái gì em sẽ cầm nói chuyện với mấy anh sau. Chúc mấy anh một ngày vui vẻ.